hướng dẫn cách vệ sinh ở trong một hơi. Này tổng chip đóng một triệu kia đây. Đóng được thì sao? Chưa đâu. Gãy cáo chỗ ban đầu thế thế lên cái bản lề của bạn ấy nó bị vấn đề, thế nên chỗ nó mới bị lỏng. Alo. Ui, chắc chắn ha. Đi nào. Con còn đi này. Con đi đi nó rất là cái máy tàu này nó hỗ trợ để nhớ khoảng bao nhiêu ghi anh? Hả? Máy như này nó hỗ trợ để nhớ khoảng bao nhiêu ghi? 4 ghi. 4 ghi à? Thay đổi theo lên không được chắc. Một lơ nó 2 ghi rồi chờ. Tình buộc phát cho Bùi Mẹ Hà. Mày đi lúc bên gì rồi? Đi lúc bên gì rồi ạ? Đi vệ sinh đâu chưa? Sạch tao đóng rồi. Đóng chiếc xe của em. Ok, chút thêm men.
Nó to mặt cái gì đấy mà quá chứ. Con này của bạn 60 nhá. Mà cái gì mà muốn à? Trước đó anh đi qua comment thôi. Đấy rồi. Không có làm gì cả. Đó là cái thằng này, sự kiện. Em mở hàng này. Kéo đi. Kéo cậy. Kéo cậy. Kéo cậy. Kéo cậy. Kéo cậy. Con này phải làm một cái tháo ra thì không lên được nữa. Đâu con này là bị nóng cấp lên rồi. Ra chơi đâu? Tối về mới đi chung lên. Bà một nam đấy không? Thank you.